Kia Carens 2022 bắt đầu mở bán từ 14 tháng 1 năm 2022 sẽ là đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7. Kia Carens 2022 là thế hệ thứ 4 và Recreation Vehicle là cái tên mà thương hiệu ô tô Hàn Quốc gọi chiếc MPV cỡ nhỏ này. Kia cũng vừa thông báo, hãng bắt đầu nhận đặt hàng Carens 2022 bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 tới tại thị trường Ấn Độ. Xe cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe quốc dân như Xpander và XL7. Kia Carens 2022 gần như lột xác, hoàn toàn, không còn điểm gì chung với thế hệ trước. Xe mang một diện mạo mới khỏe khoắn và năng động hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Aphoris United. Bộ mâm cũng có thiết kế mới 2 tông màu, kích thước 16 inch. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn sử dụng công nghệ LED với đèn pha, đèn định vị ban ngày, đèn sương mù và đèn hậu. Đèn pha mới có tên Crown Jewel kết hợp cùng hốc gió, trung tâm đặt thấp. Tổng thể phía trước tạo ra điểm nhấn đặc biệt cho Carens thế hệ mới. Phía sau đuôi xe, đèn hậu cũng có đồ họa mới, có phần ảnh hưởng bởi lối thiết kế của đàn anh Kia Sportster thế hệ mới. Kia Carens 2022 sử dụng chung nền tảng với Kia Seltos. Sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4540x1800x1700mm, chiều dài cơ sở ở mức 2780mm. So với đời cũ, tất cả thông số kích thước đều tăng, chiều dài cơ sở tăng 30mm. Phía bên trong nội thất có thiết kế bảng táp lo hiện đại, đi đúng theo xu hướng thiết kế xe hiện nay là kiểu liền mạch với táp pi cửa. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10.25, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Kia Connect hỗ trợ cập nhật tự động qua Internet. Ngoài ra, Kia Carens 2022 còn có một số trang bị nâng cao khác, như hệ thống âm thanh 8 loa Bose, đèn viền nội thất 64 màu, cửa sổ trời Skyline, hệ thống lọc không khí. Xe cung cấp hai cấu hình ghế ngồi là 6 chỗ và 7 chỗ. Cung cấp sức mạnh cho Kia Carens 2022 gồm 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ 1.5 lít, cho công suất 115 mã lực và công suất 144 Nm xoắn. Tiếp đến là động cơ xăng tăng áp 1.4 lít, cho công suất 140 mã lực và momen xoắn 242 Nm. Cuối cùng là động cơ dầu 1.5 lít, cho công suất 115 mã lực và momen xoắn 250 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tiêu chuẩn sàn 6 cấp, nhưng người dùng có thể tùy chọn hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép trên các bản động cơ xăng, hoặc tự động 6 cấp đối với động cơ dầu. Danh mục trang bị an toàn của xe cũng đầy đủ bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa cùng nhiều tính năng khác như kiểm soát cân bằng điện tử, phanh ABS hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.